Kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Kinh tế Nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Tạp chí Kinh tế Nông thôn kỳ này có những nội dung chính sau. Ghi nhận hiệu quả bước đầu từ mô hình canh tác lúa thân thiện môi trường. Gương tốt, 6 làng nho giống, doanh nhân chọn đất. Một tư vấn nhà nông hướng dẫn biện pháp phòng trừ bệnh thối thân xì mủ trên cây sầu riêng. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tạp chí. Thưa quý vị và các bạn, vụ đông xuân 2021-2022, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai mô hình canh tác lúa thân thiện môi trường trên diện tích hơn 2.000m2 tại hai xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước và Bắc Phong, huyện Thuận Bắc. Qua đánh giá bước đầu cho thấy, mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với tập quán canh tác truyền thống, ghi nhận của phóng viên tạp chí Kinh tế Nông thôn. Canh tác lúa thân thiện môi trường là phương pháp canh tác lúa hướng tới phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững, được tiến hành tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới. Canh tác lúa thân thiện môi trường tập trung vào 3 kỹ thuật chính gồm giảm lượng giống và tăng cường sử dụng phân vi sinh, ứng dụng tưới nước ướt khô xen kẽ, kỹ thuật xử lý rơm rạ. Nông dân sản xuất theo mô hình cho biết, ruộng canh tác lúa thân thiện với môi trường cho hiệu quả cao hơn ruộng làm theo tập quán truyền thống. Lượng giống, phân đạm và nước tưới giảm từ 20 đến 30%. Lúa phát triển tốt, cứng cây, nhánh to, bông khỏe, dễ dài và ít bị sâu bệnh. Năng suất đạt 8 tạ trên một sào, cao hơn ruộng đối chứng 1,8 tạ trên một sào. Mô hình lúa thân thiện này thì thấy nó cũng không có gì khó, là chủ yếu là coi như là con người phải là có cái sự canh tác đó, rồi thường xuyên mà coi như là kiểm tra sâu bệnh và trong tuần lễ là phải kiểm tra một lần đó, để cho biết được là nó nằm trong cái dạng coi như là sâu bệnh như thế nào để tiếp ứng kịp thời đó. Rồi bên cạnh đó là cũng có sự hỗ trợ của ban ngành thể là chi hội của nông dân thôn Từ Thọ, thêm nữa là coi như là các sự lãnh đạo của huyện bên nông dân là đến đây coi như là hỗ trợ để giúp đỡ cho cái chương trình lúa thân thiện này rất đẹp. Thông qua dự án tuyên truyền vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường, Hội Nông dân tỉnh đã tập huấn hướng dẫn bà con nông dân về quy trình chăm sóc, kỹ thuật tưới nước, cách sử dụng phân bón vi sinh. Qua đó giúp nông dân tiếp cận phương pháp canh tác lúa theo hướng hữu cơ, thân thiện môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Thì mới làm cái vụ đầu tiên là lúa thân thiện thì do cái Hội Nông dân tỉnh để rồi hỗ trợ cho bà con nông dân xung trong thôn Đường Thọ, xã Phước Hậu thì một sào. Thì sau khi hôm nay là hội nghị cái đầu bờ thì bản thân tôi thấy cái làm cái chương trình này rất là hiệu quả. Thì bản thân tôi là đại diện chốt tất xã thì nay mai sẽ vận động cho bà con nông dân sẽ áp dụng cái mô hình này, giảm cái việc sử dụng phân bón đạm để rồi giảm đi cái phát thải cái khí nhà kính từ cái việc mà sử dụng các cái phân bón đạm nhiều đấy, và thay vào đó thì sử dụng bằng cái phân bón hữu cơ. Tiếp theo nữa thì nó cũng ảnh hưởng tới cái yếu tố môi trường, trong đó là cái việc mà sử dụng nước tiết kiệm, và cái nội dung thứ ba là giảm cái việc mà bà con là đốt rơm rạ và gây ra cái khí thải CO2. Mô hình canh tác lúa thân thiện môi trường thuộc dự án tuyên truyền vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện môi trường tại Việt Nam do quỹ Phrase Hồng Kông tài trợ, thông qua Hội Nông dân Việt Nam đang được triển khai tại hơn 30 tỉnh thành trên cả nước. Tại Ninh Thuận, mô hình canh tác lúa thân thiện môi trường được triển khai từ vụ đông xuân 2021-2022, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, Hội Nông dân tỉnh đang phối hợp với ngành chức năng và địa phương tuyên truyền vận động nông dân nhân rộng mô hình, đồng thời tiến hành xây dựng thương hiệu gạo canh tác theo hướng thân thiện môi trường để tăng giá trị sản phẩm và ổn định đầu ra cho nông dân. Thưa quý vị và các bạn, với sự nhanh nhạy, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, ông Nguyễn Thường Lan ở khu phố 2, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã vươn lên làm giàu nhờ nghề ươm nho giống. 20 năm qua, trại ươm nho giống 6 làng của ông đã tạo được thương hiệu vững chắc, cung cấp nho giống cho nhiều bà con trồng nho trong và ngoài tỉnh. Mỗi năm đem lại nguồn thu nhập cho gia đình trên dưới 2 tỷ đồng. Mọi người thường gọi ông với cái tên triều mến 6 làng nho giống, doanh nhân chọn đất. Với những kinh nghiệm trồng nho, ông Nguyễn Thường Lan cho rằng trồng nho theo phương pháp cắm cành trực tiếp lâu nay không hiệu quả lâu dài.
Còn trồng nho theo phương pháp ghép cành trên thân nho dại sẽ giúp cây nho có sức đề kháng tốt, giảm sâu bệnh, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Sau một năm tìm tòi, ông quyết định gom góp toàn bộ vốn liếng, thành lập trại ươm nho giống trên diện tích 6 sào lấy tên Sáu Lan. Những năm đầu do bà con chưa quen với kỹ thuật trồng nho mới nên việc kinh doanh của ông Nguyễn Thường Lan gặp không ít khó khăn. Không nản chí, ông quyết định tìm đến các hộ trồng nho để giới thiệu sản phẩm nho ghép của mình. Với sự nhiệt tình của ông cùng sự vận động của ngành chức năng, đến nay hầu hết nông dân trồng nho trong tỉnh đã áp dụng trồng nho theo phương pháp ghép cành trên thân nho dại. Lúc ban đầu làm ra rất là gian nan, chứ không phải là nó làm ra là thành công liền. Nhưng cái gian nan đó mình không bất mãn, mà cố gắng mình tự lập, cố gắng mình tạo điều kiện cho mình, cố gắng để giữ được cái cây nho để trở lại ngày hôm nay. Đến bây giờ là 100% nông dân mà trồng nho là phải nho ghép. Vì nho ghép nó đang mang lại cái hiệu quả kinh tế rất cao, gấp 2, gấp 3 lần. Mà ngược lại nó còn tiết kiệm cái công phân thuốc sâu bệnh. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nông dân, ông Lan đã mở rộng diện tích trại ươm lên 1 hectare, đồng thời thành lập thêm một trại nho giống với diện tích gần 1 hectare tại tỉnh Bình Thuận để cung cấp nho giống cho nông dân địa phương. Năm 2014, ông xây dựng nhà lưới với kinh phí gần 1 tỷ đồng để sản xuất nho ghép theo hướng Việt Gáp và đầu tư hệ thống lọc khí để điều chỉnh nhiệt độ. Nhờ đó, nho giống sinh trưởng tốt, có chất lượng cao, sức đề kháng khỏe, được thị trường ưa chuộng và tiêu thụ nhiều, giúp gia đình gia tăng lợi nhuận. Riêng năm 2021, sau khi trừ chi phí sản xuất, ông lãi hơn 1,5 tỷ đồng và tạo việc làm tại chỗ cho 15 lao động địa phương. Hộ ông Nguyễn Thường Lan ở tại địa phương thì là một hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Hàng năm ông hộ ông Nguyễn Thường Lan có giúp đỡ cho bà con hộ viên nghèo vượt khó, có vận ủng hộ cho địa phương vận động nạo vét kênh mương, đường bê tông hóa các tuyến đường nội đồng. Đặc biệt ông hộ Nguyễn Thường Lan giúp bà con phát triển nông nghiệp sạch, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Sau thành công trên lĩnh vực nho giống, ông Nguyễn Thường Lan chuyển sang nghiên cứu trồng nho bonsai và nho cảnh. Từ gốc nho già 7 đến 8 năm tuổi, ông mua về rồi đưa vào bầu trồng trong vườn có mái che và 8 tháng sau có thể cắt cành cho ra hoa. Mỗi năm cơ sở của ông xuất bán gần 5.000 gốc nho bonsai và nho cảnh cho thương lái đưa đi tiêu thụ ở các tỉnh thành trong cả nước, giúp gia đình có thu nhập đáng kể. Từ lúc đầu thì gia đình cũng gặp nhiều khó khăn. Không ai mà nói ra mới làm mà nói tôi có sẵn đầy đủ, không có ai dám tự hào của đó. Từ bàn tay trắng mà dám nghĩ dám làm đến ngày hôm nay là nhờ cái sự mà nho ghép lan rộng ra, nhờ bonsai lan rộng ra, gia đình có thu nhập đến ngày hôm nay cũng rất là ổn định. Với sự cần mẫn và ý chí vươn lên làm giàu, ông Nguyễn Thường Lan được bầu chọn là doanh nhân bản lĩnh, trí tuệ và sáng tạo năm 2014, nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2017, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh và trung ương qua các năm. Đặc biệt, ông được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu nho Ninh Thuận. Sầu riêng là một trong những cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, trong điều kiện mưa nhiều, độ ẩm cao, sầu riêng thường bị bệnh thối thân, xì mủ. Nếu không có biện pháp phòng trừ hiệu quả, cây sẽ bị suy kiệt, mất khả năng ra hoa, đậu quả, gây thiệt hại cho nông dân. Một tư vấn nhà nông hôm nay, kỹ sư Nguyễn Thị Phúc, công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất Sumitomo Việt Nam sẽ hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ bệnh thối thân, xì mủ trên cây sầu riêng. Mời bà con và các bạn theo dõi. Bệnh nấc thân xì mủ trên cây sầu riêng do nấm Phytophthora gây ra. Nấm tồn tại sẵn trong đất, khi gặp điều kiện thuận lợi, chúng sẽ tấn công cây trồng. Điều kiện phát sinh: nấm gây bệnh nấc thân xì mủ dễ dàng xâm nhập khi độ ẩm cao, mưa nhiều, mật độ trồng cây quá dày đặc, lại không tỉa cành tạo tán. Loại nấm này thường sống trong môi trường đất và lan truyền bằng kiến, côn trùng, mang mầm bệnh từ đất lên thân cây. Nếu không phát hiện bệnh kịp thời sẽ khiến bệnh ngày càng trầm trọng và khó trị. Biểu hiện và triệu chứng: ban đầu nấm gây bệnh nấc thân, xì mủ, tấn công xung quanh gốc
và các cành gần mặt đất. Sau đó nấm xâm nhập vào cây gây ra những vết thối màu nâu trên vỏ, những vết nứt theo chiều dọc của thân để lộ ra phần gỗ, chảy nhựa. Khi cây bị hại nặng, vết bệnh sẽ phát triển lây lan xung quanh thân chính, làm cho cây kém phát triển, coi cọc và chết lụi dần. Chăm sóc và phòng trị bệnh. Trồng cây với mật độ thích hợp vừa phải để có ánh nắng và giảm áp lực phát sinh bệnh, đảm bảo thoát nước tốt vào mùa mưa, không để nước ứ động lâu ngày trong gốc. Nên quét vôi phần thân sát đất trước khi vào mùa mưa, rắc vôi bột để khử trùng vườn. Còn mùa khô thì tủ gốc để giữ ẩm cho cây. Thưa bà con nông dân và các bạn xem đài, thì ngày hôm nay tôi hướng dẫn cho bà con về một số biện pháp phòng trừ bệnh nứt thân xì mủ ở trên cây sầu riêng. Đây là một loại bệnh rất là phổ biến ở trên hầu hết các vườn trồng sầu riêng, đặc biệt là những cái vùng nào mà chuyên canh hay là chúng ta trồng chuyên canh cây sầu riêng trong thời điểm hiện nay thì chúng ta hay gặp một cái bệnh gọi là bệnh nứt thân xì mủ. Tác nhân của nó là do một loại nấm, nấm này có tên là Phytophthora palmivora gây ra. Cái nấm này nó dễ xâm nhập ở một số cái vườn mà nó cây trồng nó bị stress nặng, chẳng hạn giống như là bà con siết nước để coi như là cho ra hoa, hay là thay đổi thời tiết, hoặc là coi như là nó chuyển từ giai đoạn ra hoa cho tới đậu trái, thì hầu như là những cái giai đoạn này là một trong những giai đoạn rất mặn cảm đối với cái nấm Phytophthora nó xâm nhập vào cây sầu riêng. Tuy nhiên để phòng trừ cái hiệu quả cái nấm này thì chúng tôi khuyên bà con nông dân là chúng ta phải giữ ẩm, nhưng mà giữ ẩm vừa phải thôi, chứ đừng có mà coi như là những cái giữ ẩm quá. Còn những vườn nào mà nó, khu vực nào mà nó rơi vô cái điều kiện thời tiết mùa mưa thì bà con cố gắng là làm mương, làm rãnh để cho có thoát nước cho nó tốt. Thì cái này nó không có động nước lại thì cái khả năng nấm nó xâm nhập và nó lây lan nó sẽ chậm hơn. Tuy nhiên thì để mà phòng trừ hiệu quả bằng biện pháp đó là biện pháp như là sinh học, biện pháp vật lý thôi. Còn những biện pháp sinh học thì chúng ta cố gắng làm sao chúng ta duy trì được cái hàm lượng hữu cơ ở trên đất. Đừng có bón quá nhiều những cái loại phân mà có chứa đạm nhiều thì coi như cái nấm này nó cũng lây lan, nó phát triển mạnh hơn. Còn biện pháp hóa học thì bà con có thể sử dụng như là một số các loại thuốc mà chuyên trừ cái nấm Phytophthora này, chúng ta quản lý ngay từ sớm và mang cái tính cách là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thì ở đây thì tôi muốn giới thiệu cho bà con một cái loại thuốc có tên là Dangiri 10SC. Thì đây là một loại thuốc có khả năng nó ức chế cái bào tử nấm mà Phytophthora rất tốt ở trên cây sầu riêng. Bà con có thể phun là 1cc thuốc cho 1 lít nước, tức là coi như là một phi 200 lít nước thì bà con có thể sử dụng cho 200cc thuốc. Thì chúng ta có thể là phun trực tiếp ở trên lá, phủ toàn bộ cây. Còn nếu trong trường hợp mà bà con thấy cái vết nứt của nó bắt đầu nó xì mủ ra, thì chúng ta có thể là dùng cái bàn chải chúng ta quét sơ nó qua. Là chúng ta có thể là coi như là lấy cái cũng lượng thuốc là coi như với cái liều lượng nó thấp hơn, khoảng chừng coi như là 40cc cho khoảng chừng 2 đến 4 lít nước, chúng ta coi như là quét, dùng cái cọ sơn chúng ta quét lên cái vết nứt này thì nó vết bệnh nó cũng sẽ khô. Tuy nhiên mà để phòng trừ hiệu quả thì chúng ta cũng luôn phiên thay đổi thuốc bằng những cái nhóm thuốc như là gốc Metalaxin hay là Robinef để chúng ta hỗ trợ thêm để mà ức chế cái nấm Phytophthora ở trên cây sầu riêng như thế này. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Kinh tế Nông thôn kỳ này tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.